ngày 23 tháng 11, tại thành phố Bến Tre đã diễn ra buổi công bố cuộc thi Người đẹp xứ Dừa 2019. Theo chia sẻ của ban tổ chức thì cuộc thi Người đẹp xứ Dừa năm nay sẽ thay phần thi án tắm bằng án bà ba và sẽ loại hết các thí sinh đã can thiệp thẩm mỹ. Phần thưởng cao nhất cho người đăng quang Người đẹp xứ Dừa có lãnh trị lên tới 300 triệu đồng. Hoa hậu Phương Khánh và Hoa hậu Giáng My ngồi ghế nóng cuộc thi Người đẹp xứ Dừa. Ban khảo cuộc thi năm nay đều là những gương mặt uy tín và có sở nghiệm như nhà sử học Dương Trung Quốc, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân, Hoa hậu Thu Hoài, Hoa hậu Trái đất Phương Khánh, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, Hoa hậu Du lịch Thế giới Phan Thị Mơ. Đáng chú ý, cuộc thi năm nay sẽ có sự góp mặt của 4 đại sứ đồng hành xuyên suốt chương trình là Đại sứ Du lịch Bến Tre Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh, Đại sứ Án Bà Ba Lễ hội xứ Dừa Án hậu Đặng Thanh Ngân, Đại sứ Án Dài Lễ hội xứ Dừa Hoa Khôi Nguyễn Hải Yến, Đại sứ Truyền thông xứ Dừa Người đẹp Sang Lê. Trang phục dạ hội, y phục Án Bà Ba và đồng phục của các thí sinh Người đẹp xứ Dừa sẽ do hai nhà thiết kế Lâm Lâm và Nhật Dũng tài trợ. Người đẹp xứ Dừa 2019 chính thức tuyển sinh từ 19/14/11. Dòng bình thường kết dự kiến diễn ra từ 14/11/17/11. Tại buổi gặp gỡ giới truyền thông, nhiều người đẹp cũng có mặt để ủng hộ cuộc thi như Hoa hậu Thu Hoài, Người đẹp Sang Lê, Hoa hậu Phan Thị Mơ. Một số hình ảnh của các nghệ sĩ tại buổi gặp gỡ báo chí. Hoa hậu Thu Hoài sẽ xuất hiện với vai trò giám khảo chính của đêm bán kết và là cố vấn chuyên môn phong thái cho thí sinh. Nhà thiết kế Nhật Dũng và nàng thơ Hoa hậu Phan Thị Mơ. Từ trái qua phải, Hoa hậu Phan Thị Mơ nhiếp ảnh gia Tuyết Nhung và Hoa hậu Sang Lê. Hoa hậu Sang Lê chuyên gia trang điểm Phương Khanh Án hậu Bảo Như. Hoa hậu Án Dài Phạm Hoàng Á Lan, Hoa hậu Linh Huỳnh, Hoa hậu Sương Đặng, Hoa hậu Thu Hoài, nhà thiết kế Nhật Dũng và Án hậu Phụ nữ Việt Nam Đào Thanh Hoài từ trái sang phải.